Mỹ là xứ sở cờ hoa hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nơi hội tụ của tất cả những người tài năng trí tuệ trên khắp mọi miền thế giới. Vào thập niên 50-60, tại xứ sở cờ hoa hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã diễn ra những cuộc đua cạnh tranh về tài năng trí tuệ. Nơi đây đã cho ra đời những sản phẩm có thương hiệu và chất lượng đứng hàng đầu thế giới. Đây là một trong những sản phẩm có thương hiệu đứng hàng đầu thế giới, như áo khoác M65 này của quân đội Mỹ. Áo sản xuất năm 1967, series Medellin mới 100%, anh em mua sưu tầm alo 0902 194222. Ngoài ra là còn những sản phẩm khác có giá trị sưu tầm như là áo giáp chống đạn, mũ chống đạn, giày cổ vạt, quần áo xanh dưới mũ đưa chéo, quần M65, quần M51, mũ vải mềm lưỡi chai sĩ quan Mỹ và những cây kính cơn Admiral của quân đội Mỹ thập niên 60, 70, 80. Đây là cây kính cơn Admiral của quân đội Mỹ. Chúc em anh em sưu tầm được món đồ mà mình yêu thích của quân đội Mỹ. Chúc mọi người vui khỏe.